Chào các bạn, hôm nay chúng ta học về thị tương lai đơn, Future Simple. Đầu tiên chúng ta xem phần 1, cách thành lập thị tương lai đơn và cách sử dụng thị tương lai đơn. Đầu tiên chúng ta xem cách thành lập thị tương lai đơn. Thị tương lai đơn được thành lập bằng cách thêm bút will vào trước động từ nguyên mẫu. Chúng ta xem ví dụ, they will go to the party together. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp mà thị tương lai được thành lập bằng cách khác mà chúng ta sẽ xem trong bài. Chúng ta sang phần tiếp theo, cách sử dụng thị tương lai đơn. Chúng ta dùng thị tương lai đơn để nói về điều chúng ta biết, dự đoán hoặc tin về tương lai. Chúng ta xem ví dụ, they have been away for a long time. The area looks different now. They won't recognize it. Người nói muốn nói là họ đã đi khỏi vùng đó, bây giờ nó rất khác, tôi tin là họ sẽ không nhận ra vùng đó. Chúng ta xem ví dụ thứ hai. You have just taken an exam. When will you get your result? Người nói muốn nói là, tôi biết là bạn vừa mới thi. Khi nào bạn sẽ có kết quả của kỳ thi? Khi chúng ta vừa mới quyết định làm điều gì đó, chúng ta sẽ sử dụng thị tương lai đơn. I will. Khi chúng ta nói ra quyết định làm điều đó, chúng ta sẽ nói I'll do something. Chúng ta xem ví dụ. Oh, I forgot to call my sister. I'll call her now. Chúng ta không dùng thể hiện tại đơn với câu trên. Chúng ta nói I'll call her now, chứ không nói I'll call her now. Khi chúng ta đề nghị giúp đỡ ai, đồng ý hoặc hứa làm điều gì, chúng ta sẽ dùng thị tương lai đơn. Chúng ta xem ví dụ. The trolley is hard to push. I'll help you with it. I promise I'll come on time. Chúng ta thường dùng will với probably, I'm sure, I think, I don't think, I wonder. Chúng ta xem ví dụ. I'm thirsty. I think I have a cup of tea. I wonder what they will do.